Chào cô chú anh chị nha. Hiện tại là em Hùng đang trên một cái vườn chuối rất đẹp. Anh chị thấy không ạ? Phía sau của Hùng đó chính là cái biển Phạm Văn Đồng. Đó, đất thầy thuộc tài xã Vĩnh Lương của thành phố Nha Trang. Từ cái vị trí em Hùng đứng là chỉ cách bến xe gió chỉ tầm khoảng 3 km thôi cô chú anh chị nha. Đó, đẹp anh chị, view triệu đô luôn anh chị nha. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, anh chị. Khí hậu rất là mát mẻ. Và bây giờ thì để giúp cho cô chú anh chị chúng ta hình dung rõ hơn về cái bất động sản là như thế này. Em Hùng sẽ quay lại phía trước và em Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho cô chú anh chị chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đây nha cô chú anh chị, đây là cái vườn chuối, vườn xoài 4.000m nha anh chị. Điểm nổi trội cái mảnh này á, là chúng ta nhìn thấy view biển luôn nè anh chị đây. Đó chính là biển Phạm Văn Đồng nè anh chị, rất đẹp luôn ha. Từ cái vị trí nào mà cách quốc lộ 1A chỉ mình chưa tới 1 km nha với cô chú anh chị. Ở đây, đó xung quanh mình đây này, Hùng quay một phòng cho anh chị nè. Đất ở đây thì rất là tốt anh chị nha. Ở đây có giếng có đồ đầy đủ hết nè anh chị, 4.000m2, gia chủ mới đang trồng xoài nè anh chị nè, trồng xoài trồng chuối nè, rồi sau này ví dụ như anh chị nào chúng ta muốn làm vườn rẻ rẻ không à, đây, rồi có mít nè anh chị nè, ở đây thì có giếng đầy đủ luôn anh chị nha, cung cấp nước tưới luôn, giếng rồi có suối đầy đủ hết anh chị, xung quanh mình đây nè, đây, đó, đây, rất là mát, có cái trà sẵn luôn này anh chị, đây, đẹp chưa anh chị, view đẹp luôn anh chị ha, tổng diện tích ở đây thì 4.000, hơn 4.000 anh chị, trồng xả, trồng chuối, trồng đầy đủ hết này anh chị này, đó, giếng đầy đủ hết anh chị đó, phía kia anh chị, đó nước tưới kìa, đó anh chị, đó giếng của mình đó có nước đầy đủ hết anh chị ha. Đó. Rất đẹp. Wow, tuyệt vời luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, quý cô chú anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này, hãy để lại comment thì Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin nha. Giá là cực kỳ là rẻ luôn. Đất thuộc tài xã Vĩnh Lương của thành phố Nha Trang, quý cô chú anh chị.